Sáng ngày 3 tháng 2, Bí Thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tảo A cùng với lực lượng chức năng quận Bình Tân đã xuống hiện trường vụ tranh chấp khoản tiền nợ phí của một doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Tân Tạo với chủ đầu tư khu công nghiệp này, dẫn đến chủ đầu tư dùng xe chữa cháy chặn lối ra vào của doanh nghiệp để gây áp lực đòi nợ. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin các xe chữa cháy đã chặn các lối ra vào của công ty Việt Sinh có trụ sở tại đường số 7, khu công nghiệp Tân Tạo ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng mùng 3 tháng 2, những xe cứu hỏa chặn trước lối ra vào công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất điện trở đốt nóng Việt Sinh. Công ty Việt Sinh, doanh nghiệp nợ tiền phí duy tu của chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo đã được rời đi. Tuy nhiên, việc phong tỏa công ty được thay bằng thanh barrier. Chính quyền địa phương vận động chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Tạo di rời barrier nhưng chưa được chủ đầu tư đồng ý. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tân Tạo A đã vào làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Tạo và các đơn vị liên quan để có hướng giải quyết. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty Việt Sinh cho biết, nhà máy bị xe cứu hỏa Barrier chặn gần một tháng qua để đòi nợ phí duy tu. Việc này khiến 80 công nhân buộc phải dừng việc trước Tết, ngừng sản xuất. Hiện công ty chỉ còn hai bảo vệ trông coi. Theo bà Thủy, giữa năm 2007, công ty ký hợp đồng thuê đất với công ty Tân Tạo, thời hạn đến năm 2050 với số tiền thuê gần 5 tỷ đồng. Đến năm 2011, phía Tân Tạo mới thông báo công ty bà nợ tiền phí bảo trì từ năm 2009 nên bị tính lãi phạt đến 150%. Tiền phí duy tu hàng tháng không cao nhưng cách tính lãi như vậy không phù hợp, công ty cũng chưa từng được thông báo về mức lãi này. Theo hợp đồng, sau khi công ty Việt Sinh thanh toán đủ toàn bộ số tiền thuê, công ty Tân Tạo sẽ bàn giao và làm các thủ tục để nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Đến nay đã 16 năm nhưng Việt Sinh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không thể vay vốn, khiến tình hình tài chính cực kỳ khó khăn, nhưng Việt Sinh vẫn cố gắng đầu tư xây dựng công ty. Vị và các bạn vào ngày 3 tháng 2, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bắt tạm giam bị can Phạm Thị Kim Dung, 55 tuổi, nguyên phó giám đốc CDC Hà Giang, Hoàng Thị Phượng, 45 tuổi, kế toán CDC Hà Giang và Bùi Văn Tuyển, 38 tuổi, cùng chú tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Dược Hà Giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc bắt ba bị can nằm trong tiến trình điều tra vụ án sai phạm liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm Việt Á do Công an Hà Giang đang thụ lý. Bà Dung, Phượng và Tuyển bị nghi ngờ khi mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã có hành vi làm trái quy định về đấu thầu, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho nhà nước. Liên quan đến vụ án, thì trước đó Công an Hà Giang cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc CDC Hà Giang, Tô Minh Huệ, trưởng phòng tài chính kế toán và Phan Thị Nga, trưởng khoa xét nghiệm CDC Hà Giang về hành vi nhận hối lộ. Ba người bị cáo buộc khi thực hiện hợp đồng mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 đã nhiều lần nhận phần trăm ngoài hợp đồng từ công ty Việt Á với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hơn năm qua từ khi sai phạm tại công ty Việt Á bị phanh phui, C03 Bộ Công an và Công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án với hơn 105 bị can, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng. Hàng loạt lãnh đạo cấp sở, nhân viên y tế của 24 tỉnh thành phố cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khởi tố bắt hai sĩ quan vụ án Việt Á thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sai phạm được coi là điển hình về tham nhũng có hệ thống do tính quy mô xảy ra từ cơ quan bộ ngành trung ương đến các địa phương